Đây là một trong những cái chai kem nền mà bán chạy của mấy bé Lì luôn. Và cái chai này khá là nổi tiếng trong giới làm đẹp, không có ai mà không biết hết. Vậy thì lý do vì sao mà nó hot tới như vậy? Đầu tiên là phải nói về giá. Em này thì chỉ hơn 200 cành thôi, nhưng mà mấy bà có thể canh những cái đợt xa le là còn có 100 mấy à. Cái bao bì cũng khá là xịn sò, chứ bộ chai thủy tinh đàng hoàng, rồi ở bên trong á còn có vòi pump nữa, rất là sạch sẽ. Và kết cấu của em này thì không quá đặc cũng không quá lỏng mà mọi người có thể thấy nè. Khi mà mọi người đánh lên da, nó sẽ cho cái cảm giác rất là mỏng, mỏng nhẹ luôn nè. Bởi vậy mọi người có thể dùng hàng ngày, đi học, đi chơi, đi làm đều được hết. Ưu điểm tiếp theo là chai này có tới 12 tông màu để mấy bà lựa chọn. Tôi thì chọn màu 112. Bà nào mà kiểu da trắng mà muốn đánh lên hồng hào thì có thể chọn màu này. Đây là kem nền kiềm dầu nên sẽ phù hợp với những bà nào mà da thường nè, da dầu hoặc là da hỗn hợp thiên dầu. Vì kết cấu của nó mỏng nhẹ nên thậm chí mấy bà không cần dùng mút đó, dùng tay tán thôi cũng được nữa. Về độ che khuyết điểm thì không phải là quá hoàn hảo nhưng mà vẫn che được những cái nốt thâm mụn của tôi nha. Và nhược điểm của em này á là nó vẫn xuống tông sau vài tiếng trên da nha. Và nếu như mọi người để cả hơn nửa ngày á thì sẽ có cảm giác là nó bắt đầu trượt khỏi cái da của mình, nó không có còn bám chắc ở trên cái da nữa. Nên là sau khi make up xong, sau khi phủ phấn thì mọi người xịt thêm một cái lớp khóa make up để nó giữ cái lớp nền của mình được lâu hơn và bám chặt trên da hơn. Theo tôi ha, thì với một cái giá bình dân như vậy mà cho ra một cái lớp finish rất là đẹp, độ che phủ cũng rất là ok luôn, thì đây là một cái chai kem nền đáng mua nha mọi người.